Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Giới chức Thái Lan hôm qua, ngày 31 tháng 8 đưa tin, nước này đã phát lệnh truy nã thêm 2 nghi can mới, trong đó có một phụ nữ có thể liên quan đến vụ đánh bom tại đền Erawan, thủ đô Bangkok hôm 17 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát nước này cũng đã phát hiện những vật liệu chế tạo bom tại căn hộ mà đối tượng trên thuê ở ngoại ô thủ đô Bangkok. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Prawut Thavonsiri xác nhận, trong cuộc lục soát cuối tuần qua tại một căn hộ ở quận Minburi, đông bắc Bangkok, cảnh sát nước này đã phát hiện nhiều túi phân bón, thuốc súng, đồng hồ kỹ thuật số và các ô tô điều khiển từ xa. Những vật liệu này có thể được sử dụng để gây nổ cùng các vật liệu khác. Trong số hai đối tượng chúng tôi vừa phát lệnh truy nã, có một người là phụ nữ tên là Wana Susan, 26 tuổi. Đối tượng còn lại chưa xác định được quốc tịch và là người thuê căn hộ ở ngoại ô Bangkok. Cảnh sát Thái Lan cho biết, khu vực trên gần nơi mà người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ ngày 29 tháng 8 vừa qua, với cáo buộc sở hữu các thiết bị chế tạo bom cũng như hàng chục hộ chiếu giả. Cảnh sát tin rằng, nghi phạm này thuộc nhóm tội phạm giúp đỡ những người nhập cư trái phép làm hồ sơ giả và chắc chắn nằm trong mạng lưới tiến hành vụ đánh bom đền Erawan. Phó trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan cho biết, cảnh sát đang được triển khai theo 5 khu vực để theo dấu các nghi can còn lẩn trốn, song từ chối tiết lộ đó là các khu vực nào. Đến nay, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa thể tìm ra nghi phạm chính của vụ đánh bom tại đền Erawan là người đàn ông mặc áo thun màu vàng trong đoạn video của camera an ninh. Trong khi đó, nghi can bị bắt giữ hôm 29 tháng 8 vừa qua không biết nói tiếng Thái và phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan. Hiện các nhà chức trách Thái Lan vẫn chưa xác định được quốc tịch của người này.